Xin được hỏi nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng cây rau đay và rau muống có hiện tượng vàng cả thân, cành và gốc. Vâng thưa chị tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung cho biết, cây rau bị vàng cả thân, cành và gốc có thể do nhiều nguyên nhân như là thiếu dinh dưỡng hoặc do nấm bệnh. Do vậy, chị cần phải xem xét các trường hợp để áp dụng biện pháp khắc phục cho phù hợp. Nếu do thiếu dinh dưỡng thì cần phải bón đầy đủ phân cho cây theo đúng quy trình kỹ thuật của từng cây. Còn vàng do nấm trong đất thì cần thu gom cây chết tiêu hủy, rắc vôi bột, tưới phun thuốc khử trùng đất. Phun lên cây Zineb, hoặc Propiconazole hoặc Diphenoconazole hoặc Hexaconazole hoặc Iprodiwan. Bón thêm phân lân kali làm tăng khả năng đề kháng của dễ cây đối với bệnh và kích thích cây ra thêm dễ mới, cây phục hồi nhanh hơn.